chuyện công việc anh ơi, chị à. Em chỉ nói chuyện với ông đấy chỉ vì công việc thôi. Đấy là ông làm à? Ông ấy đang làm. Thì em đang bảo là bên này chia ba không, bên này bên à, này không phải là cái ông vừa đấy mà đi sợi luôn không còn vẽ đúng không? Đúng. Trời ơi siêu ấy. Không, ông vẫn vẽ này. Nhưng mà bên này cứ em chỉ bảo ông đấy xuống em dạy cho anh một khóa. Ừ, xa vãi. Xa gì? Ông ấy ngay Ba Vì xa gì, học 3-4 ngày là em có thể dạy. Ông biết nghề rồi, ông sẽ 3-4 ngày. Trời nào, ông cũng học ra, ông cũng giỏi mà. Ông chỉ thấy em dạy 3 ngày mà. Thật mà chỉ thấy cái sợi đợt này học ấy, kiểu mình học mình thế. Dễ không? Nó em phải làm một khóa 5 ngày. Chị thấy kiểu như là đợt này học kiểu như mình sau khi mình học xong một cái khóa này tự tin hơn, mình biết hơn, mình nhớ hơn ấy. Nói chung là em học từ người nọ người kia, em mới rút ra được một cái bài của cho riêng mình. Trước ngày xưa kiểu mình đi mình có quy tắc gì đâu, đi cứ đi xong rồi. Thực sự là bây giờ em có một cái tổng hợp đến cái cơ căn bản rất chỉnh chu hoàn thiện luôn đấy. Lúc Thanh Trang bảo chị là chị cứ đi học đi, bây giờ Thanh học ấy dễ lắm. Kiểu như chị bảo ui Trang ơi sao em học đẹp thế, chị sợ lắm, chị sợ đến lúc học mà chị không học được lắm. Xong rồi Trang bảo là xong rồi Trang ui chị học đi, bây giờ là Thanh lại ấy lắm, mà quy tắc chị không sợ làm xấu đâu. Trang học còn lúc đấy em còn chưa hoàn thiện đấy. Thế á? Ừ, Trang lúc đấy em chưa hoàn thiện cách dạy này đâu. Cách dạy này là em mới đấy. Thế á? Có nghĩa là em học từ Phan Ninh Nam Phương lâu rồi. À, lúc mà Trang học là em còn chưa lúc mà Trang học là em còn chưa học lớp